Trời đất ơi, ta sẽ lấy lại những gì đã mất. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với món cơm gà mẹt của quán em đó. Quán gì? Quán gì? Mười khó. Mười khó. 27 Trần Quốc Thảo. 27 chúng tới. Đây là tại vì biết sao không? Tại vì món này là đội thắng đó, cho nên mình đem qua đây nè, mình gần gần để mình dễ control. Sao nè, sao nè. Đó, đó. Đây, đây, đây. Để gần gần đây nè. Gà rất mềm, béo vừa phải, ngon. Cho em miếng chị. Đây. Trời ơi, Tuấn ơi, anh dễ thương sao vậy? Vậy? Vì ai tôi hết hồn nhiên, vì ai mà tôi say say rồi quay quanh suốt cả ngày. Nãy người ta xin miếng chắc không cho. Nãy cho mà chửi gì sao? Thôi vậy chị cũng ăn ha rồi. Hả? Nè. Tụi chị Thảo ăn. Ủa chị. Trời ơi. Chẳng đem mà trái tỏi kìa. Ôi, nhìn ngon kìa. Đây là cơm. Cơm gà. Tại sao lại gọi là cơm mẹt vậy anh nha? Thì bỏ trong cái mẹt nè. Cái này là cái mẹt nè. Ăn đi. Ăn đi. Ăn để từ từ á. Ăn đi. Ăn bị chửi quá mà ăn. Ơi, ăn một miếng ăn chửi cả cuộc đời. Tình nghệ sĩ trên hết Harry ơi. Dạ, anh nói vậy thì hồi nãy em lại không có người tình nghệ sĩ chị. Trời ơi. Đời một người con gái. Oh my god. Mà ước mơ. Ăn đi cưng. Ăn đi chị. Trời ơi. Trời ơi, người ta còn nặng muối tiêu dai đó mà. Cho ăn ngập mặt còn nặng muối tiêu chanh. Bây giờ nè, đội bên đây quá đẹp. Họ thắng, họ vẫn mời một cách rất nhiệt tình thì mình phải tặng một câu cái lương rồi cho họ chứ, đúng không? À, nghe cái lương ha. Mọi người ơi, sau khi trên bàn này tôi thấy những món ăn này rất là đặc sản. Hôm nay chương trình đã cho tôi ăn gà. Để tối nay tôi về tôi sẽ thành con gà. Ở người Việt Nam mình á, cơm là một trong cái loại lương thực không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Có thể không ăn phở, nhưng không thể không có cơm. Một tháng ăn phở không sao, nhưng một ngày không có cơm là nhớ. Chính vì sự quan trọng đó, cơm đã trở thành thước đo sự ngon lành của tất cả các bữa ăn. Và mục tiêu hàng đầu của các đầu bếp gia đình là chế biến những món ăn kèm sao cho cả nhà ăn được thật nhiều cơm. Qua bàn tay khéo léo của các bà mẹ, rất nhiều món ngon đưa cơm đã ra đời. Trong tập đầu tiên của Thiên Đường Ẩm Thực mùa 4, hãy cùng nhau nhìn lại những món ăn bình dị và thân thương này nha. Vốn là những món ăn xuất phát từ sở thích và khẩu vị riêng của từng gia đình, nên nhắc đến món ngon đưa cơm là nhắc đến vô vàn sự lựa chọn khác nhau. Và ai nấy đều cho rằng món ăn của nhà mình là nhất. Vậy đâu mới là món ngon đưa cơm được nhiều người yêu thích nhất? Thiên Đường Ẩm Thực đã tổ chức một cuộc bình chọn nhỏ nhỏ để trả lời cho câu hỏi này. Hãy cùng xem món ăn mà hai đội chơi yêu thích có nằm trong danh sách này không nhé. Đứng ở vị trí thứ 3 là món rau muống xào tỏi. Vị trí thứ 2 thuộc về món thịt xào mắm ruốc. Vậy còn vị trí đầu tiên thì sao? Đáp án của câu hỏi này chính là canh chua. Chà chà, đúng là món ăn quốc dân đây rồi. Món ngon đưa cơm là chủ đề ngày hôm nay. Tức là những cái món mà bắt cơm á, bắt cơm á. Đó là ăn vô là dính, ăn vô là dính á. Theo gia đình mình thì đã từng ăn những món nào mà mình nghĩ là nó bắt cơm? Bắt cơm nhất là món thịt kho hột vịt. Ăn khoái hả? Khoái lắm. Bữa thí dụ thường thường là ăn 2 chén mà có thịt kho hột vịt là ăn 3 chén. Là món thứ nhất, món thứ nhì là cá kèo kho. Kho hả? Kho nước. Kho râm hả? Kho nước. Có nước đang mình lấy ra mình chấm. Kho sạch sạch đó. Đó. Và món thứ ba nữa là món vịt kho gừng. Là cũng khoái. Phong phú quá. Món thứ tư nữa là món mắm kho quẹt. Chà. Rau củ quả rồi đó, rất là ngon. Sao còn nhiều món vậy? Nhiều lắm, nhà ăn nhiều món lắm.
À, còn gia đình mình có điều kiện anh hả? Không phải có điều kiện nhưng mà là có tâm hồn ăn uống. À. Còn món gì kể đi mấy ca. À, mắm chưng. Đó đúng rồi, mắm chưng cũng rất là ngon. Con Bình Tinh thì nó ăn xíu quách không à? Cái gì trời, chưa thi mà đã tan rã đồng đội rồi à? Phải không, con nói với ba là con hay thích ăn mà xíu quách như là cơm. Thì cũng có. Nóng lên phải không? Nóng lên như là sườn xíu quách để lên. Bên đây một chén nước mắm, chắc chút xíu chanh, chút xíu tiêu, bỏ một chút xíu đường nữa. Đó rồi mình mới gấp cái miếng mà xíu quách đó đó. Thì nó trắng, trời ơi. Tém nước miếng rồi. Mình vừa ăn mà mình vừa hút cái tủy của cái trong cái xương. Rồi cảm ơn anh. Gia đình mình sao? Gia đình mình như ăn chay hả? Không có đâu, tại vì tại thấy anh nói nhiều quá cho nên là mình không. Mấy món đó là xong rồi, bên đây ăn đâu có giỡn hoài. Đây là ở bên đây rất thích cái món là canh chua lương. Món canh chua bơ chua, chua lương là người ta thường ăn với bún. Ít có bao giờ ta ăn với cơm đó. Ăn cơm ngon, rất là ngon. Thường thường là những người mà ăn mà canh chua với canh chua lương mà ăn với cơm á. Là những người đó kinh tế yếu. Ủa liên quan gì tới kinh tế vậy? Tại vì kinh tế yếu thì mới là không có mua bún về ăn. Chứ đúng của người ta là người ta phải ăn với bún. Mới đúng nghĩa. Rồi sau đó ăn với bún nè. Rồi mới chan cái nước đó vô nè. Rồi lấy cái con lương đó đó. Nó mềm, nó mới với chấm với nước mắm hoặc là chấm. Nó ngon lắm. Nói luôn đi. Hết rồi. Về với Việt Nam chắc bạn đã không còn xa lạ gì với gạo tấm. Nguyên liệu làm nên món ăn sáng được ưa chuộng nhất của người miền Nam. Tấm là hạt mâm ở phía đầu hạt gạo. Khi nấu chín, tấm không nở bung mà chỉ nở phồng nên tơi ngọt, khô ráo hơn cơm thường. Đi kèm với phần cơm giản dị, các đầu bếp miền Nam lại cất công thêm sườn nướng bếp than, chả trứng thịt bằm, mỡ hành xanh mướt, rồi lại đủ thứ đồ chua. Chính sự hào sảng và nhiệt tình đó đã làm nên một món ăn tuy dân dã nhưng hương vị lại phong phú vô cùng. Món tiếp theo sẽ là cơm tấm. Tụi em là đạo cơm tấm nè anh ơi, đạo cơm tấm hết. Ngày nào tụi em cũng ăn cơm tấm á. Ở người Việt Nam mình á, cơm là một trong cái loại lương thực không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì sao? Quan niệm là ăn chắc mặt bền, chắc bụng trước đã. Để chi? Để có sức, để lao động. Có thể không ăn phở nhưng không thể không có cơm. Đúng. Một tháng ăn phở không sao nhưng một ngày không có cơm là nhớ thử nha. Tại vì cơm tấm đặc biệt á là nấu rất ít nước. Để chi? Để cái hạt gạo nó khô, và đặc biệt cơm tấm nó càng rời là càng tốt. Nó nhảy vô miệng. Nhảy luôn hả? Đắt lắm. Ăn thử miếng chả. Chả miếng chả nhìn chất lượng chưa kìa. Trời ơi, miếng sườn nó không hoàng. Miếng sườn nè ngon anh, ngon lắm em ơi. Chấm như nước mắm, phải lấy mấy miếng có hành á đó, đó. Cái cơm nó rồi, cái chả thì nó lại béo béo, trong đó có trứng, có thịt bằm, có nấm mèo. Để xem người ta nướng sườn có khô hay là không nha. Trời ơi, giống như mưa trong đây vậy. Nó tưới rồi. Mà không phải trong đây không, trong ba đây nữa. Quá tuyệt vời, mời. Nhưng mà bốn người làm sao mà ăn hết bốn dĩa cơm được? Em thấy đồ ăn quá trời luôn. Mỗi người một dĩa hả? Hai người một dĩa là được rồi. Mỗi đứa cứ ăn một dĩa đi, đừng để người ta hy vọng. Quá tuyệt vời đúng không? Em nói thiệt nha, là em quá tự hào vì Việt Nam mình có món cơm tấm luôn á. Sao vậy? Tại sao tự hào? Quá ngon, cơm tấm nó được xứng đáng là cái món mà được chia sẻ khắp thế giới. Tất cả mọi nơi, thậm chí trên thế giới người ta vẫn ăn cơm tấm Sài Gòn. Bởi vì người ta nói là không có một hương vị nào khác ở những nước khác. Nè, anh sẽ làm lại cho em coi nè, một miếng nước mắm. Chan lên tấm. Đó, để miếng cơm này vào trong miệng, nó bắt đầu nó chạy. Không quan tâm. Làm sao không quan tâm được. Này, miếng trường nè. Miếng trường nó ngon là phải vừa có mỡ vừa có nạc. Vì sao? Mỡ sẽ làm cho thịt nó không bị khô. Đúng. Chấm vào đây. Miếng trường xuất sắc. Quá tuyệt vời. Mà thường hồi xưa cơm tấm hồi xưa là có hay có dưa leo, cà chua. Không thể chấp nhận được.
thường ăn cơm tấm là ăn cơm với chả. Chả có nấm mèo nhiều quá ngon. Miếng chả này cũng xuất sắc lắm. Miếng chả này rất là nhiều thịt mà nó rất là chắc, chứ nó không phải là ăn bị bở bở bột đúng bột. Cảm lực giỏi đó. Nói không có cảm nhận được, mình phải được ăn cơ. Em là có người ăn vậy luôn á anh. Món ăn từ gà chế biến đơn giản hay phức tạp tùy thuộc vào từng vùng miền. Hãy để Thiên Đường Ẩm Thực dẫn dắt các bạn cùng thưởng thức những món gà dọc miền đất nước nhé. Đi từ Nam ra Bắc, ghé thăm vùng đất bảy núi An Giang, chắc chắn các bạn sẽ bị cuốn hút bởi món gà hấp lá chúc, một đặc sản làm nên thương hiệu nơi đây. Có bạn nào biết lá chúc không nhỉ? Chúc là một loại cây cùng họ với chanh, nhưng lá chúc có vị the the và không đắng nhiều như chanh, đặc biệt là rất thơm. Hãy chọn một con gà vườn thật ngon nào. Chà sát gà với hạt nêm, đường, muối, tiêu, hành tím băm, nước mắm. Và đương nhiên không thể thiếu lá chúc. Hấp gà khoảng 30 phút. Bà la ra món gà ngon lành. Món này ngon nhất là dùng tay xé thịt rồi thưởng thức cho thật đã thèm. Từng miếng gà gói tròn hương vị đặc biệt khó quên, dù món ăn chẳng cần chế biến cầu kỳ. Cứ thế món gà hấp lá chúc có thể chinh phục bất kỳ ai ngay từ lần đầu nếm thử. Một món ăn tuyệt hảo của vùng bảy núi không thể bỏ qua. Tiếp tục cuộc hành trình, mời các bạn đến vùng đất Quảng Nam thưởng thức món gà xé phầy trứ danh. Hãy theo dõi đầu bếp của chương trình thực hiện nhé. Trước hết, luộc gà với một ít gia vị và bột nghệ. Nghệ vàng không những tốt cho sức khỏe mà còn giúp thịt gà có màu vàng óng hấp dẫn nữa đó. Khéo tay xé từng miếng gà cho vừa ăn. Chà chà, nhìn những sớ thịt kia kìa, ngất ngây mất thôi. Giờ thì phi tỏi cho gạo vào xào thật thơm. Dùng nước luộc gà để nấu cơm chính là bí quyết đặc biệt giúp cho cơm gà xứ Quảng thật ngon lành. Cơm sẽ đậm vị hơn nếu thêm hương thơm của lá dứa. Trong khi chờ đợi cơm chín, hãy trộn thịt gà với hạt nêm, tiêu và chanh. Thêm một ít dầu củ nén đặc trưng của miền Trung cho thơm. Cho hành tây, rau răm vào nữa là bạn sẽ có ngay món gói gà xé phầy chính hiệu. Cơm chín rồi nè, hạt cơm mềm dẻo, thơm nhẹ mùi lá dứa. Món này phải ăn kèm đĩa dưa giá chua chua thì mới đúng bài. Ôi thôi, thịt gà chắc, ngọt, hoàn khoảng hương nghệ, xen lẫn vị gói chua chua. Tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị. Hương vị của tình quê xứ Quảng. Người dân xứ Nẩu có thói quen ăn bánh hỏi. Họ có thể ăn để trừ cơm. Vì vậy mà bánh hỏi ở đây có phần đặc sắc hơn những nơi khác, nhờ kết hợp thêm những món ăn kèm. Trong đó phải kể đến là món bánh hỏi cháo lòng. Trước tiên cho gừng và muối vào nước sôi để luộc lòng heo và thịt ba chỉ. Thịt chín vớt ra và giữ lại phần nước dùng. Rang thơm gạo rồi cho vào nồi nước dùng để nấu cháo. Ăn bánh hỏi mà không có dầu hẹ thì coi như mất ngon. Xếp tất cả lên mẹt. Chuẩn bị một chén nước mắm tỏi ớt nữa là chuẩn, không cần chỉnh luôn đó. Húp một muỗng cháo nóng hổi, rồi cuộn bánh hỏi với lòng heo và nhâm nhi. Lòng heo mỗi loại có một vị ngon khác nhau. Bánh hỏi vừa thơm vừa béo nhẹ, lại còn có cả cháo nữa cơ chứ. Có như vậy mới cảm nhận được hết cái đặc biệt của riêng bánh hỏi Bình Định. Ăn rồi nhớ mãi không quên.